Ngày 1 tháng 6 vừa qua, chúng ta đã đón nhận thông tin mới về Pokemon Scarlet và Violet. Tôi đã có livestream bàn luận với anh em, nhưng bây giờ sẽ là một video tóm tắt ngắn gọn hơn về những gì mà chúng ta được biết. Tôi sẽ không nói về đồ họa nhé, bởi vì chúng ta thừa biết là đối với một con game có data của hàng trăm nhân vật nó đã rất là nặng rồi. Để mà đồ họa có thể sắc nét HD lên mà lại còn muốn chơi góc nhìn thứ ba thì cái phần cứng của con máy Switch nó sẽ không thể render được hết các thứ trong cùng một màn hình đâu. Theo như thông tin thì game này chúng ta có thể chơi co-op tối đa 4 người cùng phiêu lưu với nhau, có thể trực tiếp trao đổi hoặc là chiến đấu. Còn lợi ích của việc co-op thực sự là gì về mặt gameplay thì tôi cũng chưa hình dung ra là có cái gì ở một game Pokemon mà cần phải hợp sức với nhau mới được. Có thể là những con Pokemon dạng Alpha đóng vai trò như là mini boss ở giữa đường hoặc là các side quest, nhưng mà cũng không mong đợi gì nhiều lắm. Trước mắt là đến khi đấy có thể sẽ có vài anh em lên stream cùng với tôi là vui rồi. Pokemon Center trông giống như trạm xăng ở giữa đường, hay là một cửa hàng tiện lợi bán đồ take away, hoặc cũng có thể giống như một cái Pokestop của Pokemon Go. Bằng cách thiết kế này, anh em sẽ không cần phải đi vào nhà để hồi máu nữa, tức là sẽ không cần phải đợi vài giây cho một cái loading screen để đi vào, sau đấy thì một vài giây nữa để đi ra, sẽ tăng trải nghiệm open world lên rất là nhiều. Tôi đánh giá tốt về cái thay đổi này. Có 5 Pokemon mới được giới thiệu, trong đó là 2 Pokemon huyền thoại chính của 2 bản game. Nhưng có vẻ thứ đang làm cho Internet phát cuồng là chú lợn Lechonk này. Tôi thấy mấy cái ông đặt tên tiếng Anh cho Pokemon kỳ này đã nghiên cứu meme rất là kỹ khi sử dụng từ Chonk và từ Small để đặt cho Pokemon. Nếu mà sau này có thêm một con chim bản địa tên là Burp nữa thì không biết là Reddit sẽ còn phát cuồng đến mức nào. Lechonk, tên tiếng Nhật là Gluton, có khả năng cao chính là Pokemon đường 1 của Gen 9 vì nó mang hệ thường và chỉ là một con lợn. Tôi thấy có nhiều anh em chê thiết kế của con này không có gì ấn tượng, chỉ là nó ném màu đen và màu xanh vào một hình tròn. Nhưng tôi nghĩ cũng vẫn là mấy anh em đấy sẽ nói rằng thiết kế của mấy Pokemon Gen 1 đẹp bởi vì nó đơn giản và gần gũi. Với cả thiết kế của mấy con Pokemon đường 1 từ xưa đến nay nó vẫn thế mà, chúng nó chỉ là một con vật nào đấy chứ không có gì đặc biệt hết. Ít nhất thì con Lechonk này có được đa số cộng đồng đón nhận một cách tích cực. Chứ tôi hỏi thật, trong số các anh em ngồi đây có ai thực sự thích con Rattata khi mà lần đầu chơi Gen 1 không? Anyway, con Lechonk này được miêu tả là có khiếu giác nhạy bén, giúp cho nó tìm được những hoa tươi quả ngọt nhất để ăn. Nhờ có thức ăn tuyển chọn cho nên cơ thể của nó tỏa ra mùi hương thảo mộc mà những loài côn trùng không thích. Cũng nhờ có việc đi lại rất nhiều để tìm thức ăn cho nên cơ thể trông tưởng như toàn mỡ của nó thực ra lại toàn là cơ bắp, giống như là kinh pin. Đặc tính của Lechonk là Aroma Veil và Gluttony. Trong đó Aroma Veil giúp cho nó bảo vệ tim mình khỏi những hiệu ứng quấy rối như là Taunt hay là hỗn loạn. Đây là một cái đặc tính mà trước giờ mới chỉ tồn tại ở những Pokemon hệ tiên. Cộng thêm đặc điểm là côn trùng ghét mùi hương của nó, cho nên khả năng chú lợn này sẽ tiến hóa thành song hệ thường và tiên là rất dễ xảy ra, bởi vì tiên khá đỡ bọ mà. Ở một diễn biến khác thì chúng ta có một món heo quay của Philippines và Nam Mỹ gọi là Lechon với mùi hương thảo mộc. Hay, và cả hai cái vùng này đều đã từng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Smoliv, tên tiếng Nhật là Minibu, là Pokemon quả ô liu mang song hệ cỏ và thường, giống như Sourcebuck. Bản thân là một người rất thích mùi dầu ô liu trên chảo nóng thì tôi có cảm tình khá đặc biệt với Pokemon này. Thậm chí đã có một nhãn hàng dầu ô liu ở Tây Ban Nha đã nhanh chóng dùng Smoliv để marketing và lên viral trên Twitter, nhanh vãi. Smoliv được mô tả là thích những vùng khí hậu khô ráo nhiều ánh nắng. Nó có thể không cần ăn uống gì trong nhiều ngày bởi vì quả trên đầu của nó đã quang hợp tạo ra dầu ô liu rất nhiều dinh dưỡng để nuôi sống cơ thể. Dầu này có vị rất đắng và loài khác không thể ăn được. Smoliv cũng dùng dầu để tấn công kẻ địch, làm giảm tốc độ của chúng, tạo cơ hội cho nó chạy trốn. Hiện tại thì Pokemon này có đặc tính là Early Bird, giúp cho thời gian ngủ của nó giảm một nửa. Chỉ có gần đấy thông tin và thực sự cũng chưa có gì nổi trội và đặc biệt lắm, cho nên tôi nghĩ là chúng ta cũng không cần bàn nhiều về con này. Pomi, tên tiếng Nhật là Pamo, Pokemon chuột, hệ điện, là đệ tử của Pikachu ở Gen 9. Tất cả những gì nó có hiện tại cũng rất là cơ bản so với những Pokemon hệ chuột khác. Nào là cơ thể tĩnh điện, có thể phóng ra điện từ má và cả bàn chân. Nó có thể tạo ra điện năng bằng cách cọ chân lên má một cách đáng yêu, và đặc tính thì vẫn là static. Ngoài ra nó có cả Nature Kill nữa. Nếu như cứ theo format của các Pokemon chuột điện khác thì Pokemon này khả năng cao là sẽ không tiến hóa.
Tâm điểm của trailer dĩ nhiên là hai Pokemon huyền thoại Coraidon của bản Scarlet và Miraidon của bản Violet. Từ hai Pokemon này có thể xác định được theme của Gen 9 sẽ là quá khứ và tương lai. Bởi vì Corai, hán tự của nó là cổ lai, là cổ xưa, còn Mirai, hán tự là mị lai, nghĩa là tương lai. Phong cách thiết kế của hai Pokemon này cũng hoàn toàn đối lập với nhau. Coraidon có những chi tiết truyền thống như là lông lá, cơ bắp, giống như là trong quá khứ, mọi thứ từ lao động cho đến chiến tranh đều được định đoạt bằng sức mạnh thuần túy, cho nên khả năng cao là con này sẽ mang hệ giác đấu. Miraidon thì là một con robot theo đúng nghĩa đen của nó, sặc mùi công nghệ. Với quả tia sẹt sẹt ở trên đầu thì khó lòng tránh khỏi việc nó mang hệ điện. Nếu như anh em bảo nó trông giống như Digimon thì yeah, chính xác nó là một con Digital Pokemon mà. Để mà thiết kế một nhân vật theo hướng công nghệ tương lai thì khó lòng mà không lên Mecha cho được. Thậm chí mấy ông Nhật lại còn cực kỳ thích Mecha ấy chứ. Trước đây tôi còn nói là tôi không phải người đam mê robot, nhưng không hiểu vì sao tôi lại cực kỳ thích thiết kế của cái con Miraidon này. Nghe ý kiến cá nhân của tôi có vẻ sẽ hơi trái chiều với một số anh em, nhưng mà hồi xưa lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy Dialga và Palkia khi mà Gen 4 mới ra mắt, tôi cũng đã nghĩ là chúng nó giống robot nhiều hơn là Pokemon. Nhưng mà nhìn con Miraidon này tôi lại không cảm thấy thế. Tôi đặc biệt bị ấn tượng bởi đôi mắt pixel và bàn chân gập vào đùi khi phóng phản lực của nó. Khi đứng dưới đất thì khả năng cái đùi của nó sẽ xoay lại và bàn chân có thể mở ra. Con này mà làm lên action figure thì càng đét. Ngoài ra, thiết kế của hai Pokemon huyền thoại này lại cực kỳ giống xe máy. Có tay lái, kính chắn gió, đuôi xe, bánh xe, turbo các kiểu. Thậm chí tên của chúng nó còn đọc giống như là Ride On. Coraidon thì giống như một con xe chopper, còn Miraidon thì giống kiểu xe lơ lửng của tương lai. Có khả năng cao hai con kỳ nhông này sẽ transformer thành hai con xế để cho người chơi cưỡi lên, có khi là để du hành thời gian không biết chừng. Hoặc cũng có thể có một Pokemon huyền thoại thứ ba sẽ cưỡi lên chúng nó. Coraidon và Miraidon rõ ràng được thiết kế để phân chia fanbase thành hai phe. Một bên hoài cổ, trung thành với những thiết kế truyền thống, còn một bên thì thích thú với những thứ mới, độc và lạ. Hai giáo sư của hai bản game cũng được dựa theo phong cách quá khứ và tương lai. Giáo sư Sada của bản Scarlet được lấy tên từ chữ Passado, có nghĩa là quá khứ. Ở đây họ đã chuyển thành dạng tên phụ nữ là Passada. Còn giáo sư Turo của bản Violet được lấy từ chữ Futuro, có nghĩa là tương lai. Trang phục của hai người này cũng theo hai trường phái đó luôn. Nhiều anh em nói rằng hai người này mặt trông giống phản diện. Lại quay về giả thuyết quả cam và chùm nho đại diện cho hai phe cánh đối lập nhau, thì có thể phỏng đoán vui rằng hai giáo sư này sẽ là phản diện của bản còn lại. Chúng ta cũng đã được biết rằng mỗi người sẽ theo đuổi một nghiên cứu riêng và có khả năng họ sẽ cố gắng chứng minh người còn lại là sai. Có thể họ sẽ cố gắng triệu hồi Pokemon huyền thoại của mình và nhiệm vụ của chúng ta là phải ngăn phe kia lại. Cho đến khi có một bên thứ ba xen vào và đây mới là phản diện thực sự, khiến cho hai phe bắt tay nhau cùng hợp sức chống lại, sau đấy thì công nhận nhau là cả hai bên đều có cái đúng. Kiểu cốt truyện cơ bản ấy mà. Ở đây chúng ta có một đội màu xanh dương đại diện cho khoa học công nghệ tân tiến và một đội màu đỏ đại diện cho sức mạnh cổ xưa. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ không liên quan đến Spaghetti. Và cuối cùng là một nhân vật rival gạch chéo senpai rất là mlem mà tôi khá chắc tầm này đã góp mặt trên rất nhiều phương tiện 34 rồi. Đây là nhân vật sẽ dẫn dắt chúng ta tìm hiểu về Pokemon khi mà mới vào game, được mô tả là rất giỏi chiến đấu nhưng lại ném bóng dở tệ. Nếu là một nhân vật được tập trung vào chiến đấu thì hãy hy vọng rằng chị này sẽ trở thành một đối thủ đáng gờm nhé. Và đó là toàn bộ những gì được giới thiệu trong trailer Pokemon Scarlet và Violet ngày 1 tháng 6 cùng với một số phỏng đoán về ý kiến cá nhân của tôi. Mong rằng những thông tin này sẽ đến được với những anh em mà không đủ kiên nhẫn để xem hết cái livestream hơn 1 tiếng và anh em hãy cho tôi biết nhân vật hay là Pokemon yêu thích của anh em trong đợt này nhé. Cảm ơn anh em đã để ý đến cái video này cũng như là theo dõi hết nó. Tôi sẽ còn tiếp tục thông tin cho anh em mỗi khi có update mới. Game sẽ được ra mắt vào ngày 18 tháng 11 năm 2022. Còn bây giờ thì tôi sẽ gặp lại anh em sau nha. Stay cool!